Hôm nay, Glock Baby sẽ giới thiệu với các bạn về máy hút sữa điện đôi GB60. Bộ máy có giao diện sang trọng, màu trắng kết hợp với hồng nhẹ nhàng, đẹp mắt. Với hai động cơ hoạt động độc lập, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh lực hút giữa hai bên hoặc điều chỉnh máy thành máy hút sữa đơn, đem lại sự linh hoạt và hiệu quả trong việc hút sữa. Ba chế độ hút: massage, hút tự nhiên, hút vắt kiệt, kết hợp với 12 cấp độ giúp kích thích và tăng cường quá trình hút sữa. Màn hình hiển thị trực quan ngay cả khi thiếu sáng, giúp bạn dễ dàng sử dụng ngay từ lần đầu tiên. Bình sữa BBSU cao cấp, chịu được nhiệt độ cao, không chảy sữa hay mờ chữ, đảm bảo an toàn cho bé yêu. Phễu có lớp lót silicone mang lại sự dịu dàng và êm ái cho quá trình hút sữa của mẹ. Với thiết kế thông minh, dễ tháo lắp, việc vệ sinh máy trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Máy hút sữa điện đôi GB60, hút sữa là chuyện nhỏ.